xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha. Đón xem mình đang ở đâu đây? Mình đang ở công viên. Bữa nay trong video này mình sẽ vừa giới thiệu cuộc sống Mỹ của gia đình Việt Kiều mình. Tại vì Việt Kiều chúng ta bị nói xấu nhiều quá, bởi vậy là mình ngứa miệng chứ không gì hết, ok. Thành ra sẵn mình đổi gió cho mọi người luôn. Thay vì bình thường mọi người xem mình ngồi ở trước mặc bộ đồ giống như đi đám cưới vậy đó, thì bây giờ mình cho mọi người thấy mình đi công viên à. Nè mọi người thấy không? Bữa nay là cơ bản nước Mỹ nhà ta đã trở lại bình thường. Thật ra là nước Mỹ nó vốn là nó phải nên bình thường mới đúng đó à. Về sẵn đây mình sẽ chia sẻ chủ đề gì đây? Đó là chủ đề đó là chủ đề về nhà. Tại vì dĩ nhiên bây giờ có cái thông tin là có một cái đề xuất sẽ hỗ trợ người mua nhà đầu tiên 25.000 đô. Wow, cũng đúng là một thông tin mà gọi là bá đạo nhất liên quan tới thị trường nhà đất. Nó sẽ thúc đẩy thị trường nhà đất lên cùng chân luôn. Ok, I'm coming. Nè, bà nhí lại nè. Nhưng mà cái thông tin này thật ra nó không đi tới đâu hết. Tại vì sao? Tại vì như mọi người biết thì thị trường nhà đất bây giờ nó rất là hot. Thành ra là cho dù có kích cầu hay không kích cầu nữa vẫn hot. Thứ hai nữa là gì? Ở đâu ra mà mỗi một người mua 25.000? Và cái quan trọng đó là gì? Mọi người phải hiểu cái đề xuất đó nó có cái giống gì chổng. Cái đề xuất đó nó dành cho những cái gia đình nào mà chưa từng có nhà. Tức là gì? Tức là những cái gia đình và dòng họ nào mà chưa từng có nhà luôn á. Tức là những cái người nào họ ở Mỹ bao lâu không cần biết, họ sinh ra Mỹ, lớn lên Mỹ hay là qua Mỹ bao lâu không cần biết, chưa từng có nhà, đời cha chưa từng có nhà, đời con chưa có nhà, đời ông, đời cháu gì chưa từng có nhà, thì khi đó những gia đình đó theo cái đề xuất đó họ sẽ được hỗ trợ 25.000 đô để mua nhà lần đầu tiên cho cái gia tộc của họ. À, mọi người thấy bản thân cái đề xuất nó đã phức tạp rồi. Tại đơn giản là gì? Một gia đình bình thường nếu mà đi làm đàng hoàng thì chắc chắn là không có chuyện mà 2-3 thế hệ mà không mua được căn nhà, đúng không? Mọi người thấy nó rất là khó khó lý giải nha. Thứ hai nữa là gì? Nó là một cái đề xuất. Và cái đề xuất đó nó không đi tới đâu hết. Tại vì nó không có dính dáng gì tới gói cứu trợ 4.100 tỷ hết. Quá kỳ lên đi con. À mọi người, ok. À đi đàng hoàng. Come on. Đây bà nhí đón lên theo nó cưng. Lên theo nó để anh ở dưới đón được rồi. À đây quá kỳ mình đây. Rồi xuống. 1, 2, 3. Đó mọi người thấy không? Wow quá đẹp mọi người ạ. À, phải chi mà nó dính vô cái gói cứu trợ 4.100 tỷ hay gì thì còn miễn cưỡng. Wow, đưa đây bà nhí sửa khẩu trang lên nè. Đây, đây bà nhí sửa khẩu trang lại. Đây, đưa bà nhí sửa lại. Hold on, sorry mọi người một chút nha. À, trong nhận bữa nay đúng là một ngày tuyệt vời để làm YouTube luôn á. Nè, và thứ hai nữa là gì? Mọi người ở đâu ra mà để xem nếu mà một người mà một gia đình thôi mà 25.000 để mà hỗ trợ mua nhà, mình đảm bảo nguyên cái nước Mỹ này sao ùn ùn kéo nhau mua nhà thêm, hoặc là mua nhà, thậm chí gia đình mình cũng sẽ kéo nhau để mà mua thêm vài căn nhà nữa nếu mà được hỗ trợ kiểu đó. À, dĩ nhiên cái chuyện đó là cái điều mà mình rất mong muốn, nhưng mà nó khả năng mình thấy nó không đi tới đâu hết. Có cái này là cái chuyện mà nó có thể xảy ra nè, đó là, và chính xác nó chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó là gì? Xóa nợ sinh viên. Thấy không? Thì như mọi người đã biết rồi, chính quyền ông Biden đang chờ bộ trưởng bộ giáo dục trả lời. Cái như ông Biden ông viết thư cho ông đó. Đạo viết thư cho bà bộ trưởng hay không? Bộ trưởng mình quên rồi. Nhưng mà cái nội dung đó là gì? Chờ ông bên bộ trưởng bộ giáo dục trả lời ông Biden là xem ông có thể dùng cái quyền hành pháp để mà xóa nợ sinh viên 10.000 hay không. Nếu mà bên kia trả lời ok, cái là lập tức chúng ta sẽ được, tại vì mình đang thiếu nợ tiền học, phải không? Thành ra tới đây coi chân cát tới con sẽ được xóa nợ 10.000 trở lên, phải không? Coi gì hơi khoan quá kì, hold on một chút để bà nhí nói xong rồi bà nhí dẫn con chơi chơi này chứ đi cầu tuột chứ đi đỡ té nữa đâu, không kể như xóa nợ 10.000 trở lên là vì sao? Tại vì bên phía đảng dân chủ cũng có khá là nhiều người họ kêu gọi là gì, xóa nợ 50.000 trở lên. Ok. À, mọi người thấy không? Dĩ nhiên chính quyền ông Biden thì ông chỉ muốn xóa nợ 10.000 trở lên thôi, cho nên mình có thể chắc chắn là nó sẽ xóa nợ hơn 10.000.
không? Nếu mà hên lên 20-30 ngàn cũng chừng, mà mọi người nghĩ xem, với một người mà thiếu nợ cùng mình như mình á, thì đây là một cái thông tin mà nó còn vui hơn Tết nữa. Wow, mọi người thấy cảnh đẹp á. Sẵn trong giây phút giải lao, nè cái hồ bơi rồi, cái hồ bơi bên kia kìa, nó bỏ trống từ năm ngoái tới năm nay vì đại dịch corona kìa. Hả? Đó, thành ra là gì, dựa vào các thông tin mình cho mọi người biết nãy giờ là có thể chắc chắn 100% những cô chú anh chị nào bao gồm cả mình mà thiếu nợ cùng mình hết thì chắc chắn chúng ta sẽ được xóa nợ sinh viên một mớ. Thiếu nợ đây là thiếu nợ tiền học ở nhà, chứ không phải thiếu nợ kiểu mà thiếu nợ mà lãi cao hay gì không được xóa, ok, thiếu nợ ngân hàng không được xóa, thiếu nợ thẻ không được xóa, thiếu nợ sinh viên, tại vì tiền đó là tiền của chính phủ Mỹ mới có quyền xóa, ok. Ngoài ra mình không nghĩ là có ai mà dạy dột xóa nợ cho chúng ta nữa đâu, ok. Ồ, có chân bé đó, rồi mọi người coi giờ con mình giải trí một chút luôn ha. Còn cái chuyện tiền nhà, như mình đã nói rất nhiều lần rồi, cô chú anh chị nào mà mua được, đỡ nó coi chân té nó, đỡ coi chân té xuống, chỉnh đàng hoàng, rồi đứng ở bên đó canh chừng đó. Không, thì mọi người nên mua đi. Vì sao mọi người phải nên hiểu là sao? Thị trường nhà đất bây giờ á, nó tăng giá là tại vì hàng nó hiếm. Ha, mọi người đừng có quan tâm tới vụ mà tiền lời thấp hay tiền lời cao gì hết á. Mình đảm bảo trước tiên á, không phải mình đảm bảo gì mà mình có thể chắc chắn 100% là trong nay mai, thậm chí trong năm nay nó tiền lời sẽ tăng. Nhưng mà về tiền nhà nó không, giá nhà nó cũng sẽ tăng. Tại vì sao? Cái nguồn cung nó thiếu, chứ không phải là theo cái kiểu nói chuyện lý thuyết là giá cho tiền lời tăng 1% thì tiền nhà nó xuống 10%. Không có, không, cái đó là lý thuyết. Tại vì coi chưa, tại vì sao, tại vì không ai rảnh đâu mà bán nhà mà xuống giá cái đó hết á. Mọi người nghĩ xem, ai là người có nhà để bán? Mấy cái chủ đầu tư nó đầu tư, mọi người nghĩ nó cứ rảnh háng mà nó xuống giá cỡ đó không? Còn thứ hai nữa là gì, những người có nhà giống như gia đình mình hay gia đình cô chú chị và các bạn, mọi người nghĩ xem, chúng ta đang có nhà, chúng ta có rảnh đến mức mà tự nhiên đi. Ê, xuống con. Chúng ta có rảnh tới mức mà tự nhiên bán nhà xuống giá chơi không? No, nó không có trường hợp đó. Chúng ta sẽ bán nhà, nhớ với điều kiện là cái giá nhà nó phải cao tới mức mà chúng ta cảm thấy là không bán ổn quá. À, bán để mình có thể mua, bán một căn mà mua hai căn. Còn còn cái mặt khác là gì? Đúng không? Nếu mà tiền lời nó cao hay giá nhà cao thì dĩ nhiên nó không có tác động gì nhiều lắm, nó chỉ đẩy giá nhà lên thôi. Tại sao trong mọi xã hội có biết bao nhiêu người, mọi người nghĩ xem, người này không mua được thì người khác người ta mua. Đó, thí dụ mình bán món đồ. Ê, hold on, chờ bao nhiêu một chút. Wow, thôi video cũng đã khá dài, xin chào mọi người nha. Bye bye nè. Bye bye cô chú. Yes. Bye bye. Bye.